Cái này để sư phụ giới thiệu, đi dẫn vô đây nè Nghĩa. Hai con chó này á, sư phụ nuôi nó hồi lúc nó baby. Bữa là nó chết, cái sư phụ buồn quá, sư phụ xin ở trên. Nó bữa nó bị nó sắm chết ở đây là Coffee. Coffee là sư phụ nó đen á, tại sư phụ đặt nó tên là cà phê á, là cà phê đen đúng không? Biết nó tên gì không? Linda. Nó là tỷ phú, nó ở gần đây thôi. Một tiền kiếp của cái bà Linda này á, bà giàu mà bà không có biết tu, mà bà ích kỷ, hung ác. Thì hôm nay á, bà có phước bà vô nhà sư phụ. Bà không có làm nhiều cái việc thiện, nhưng mà bà cũng không có phải là làm nhiều tội. Thì hôm nay bắt đầu thay thành con Coffee này, chó mặt rê này. Thì có duyên ngày nào sư phụ cũng ảnh nó, đó nó chút xíu à. Gờ ở đảo ngoài, tức là cái tay sư phụ là có điển đúng không? Sư phụ tối ngày gờ. Cái tự nhiên bữa mới có 6 tháng. Cái bả được phước là mấy vị nó ok, nó được ngày blessing rồi, giống như kiểu mà sư phụ đọc kinh mà cả ngàn con hải xâm nổi lên chết. 500 con vịt chết vậy đó, thì thằng chó này ít trời, cái bà chó này cũng vậy. Cái bà cũng đòi chết để bà được thầm người. Cái lúc đó sư phụ buồn quá, tôi đang thương nó đang giữ nhà. À, này nọ. Cái nó ủa vậy ngày thương nó hả? Ok rồi tôi cho nó sống. Thì hôm nay sống tới rồi, chứ không thôi là năm ngoái nó chết rồi đó. Là nó, ừ, nó nhảy ra đạch nó chết. Kéo rồi sư phụ mới cản liền. Bây giờ còn đây, nó đây. Đây, chưa cho chết là chưa cho chết nha. Ở đây giữ nhà. Đó là câu chuyện của cái bà Mỹ này. Tỷ phú á mà bây giờ vậy. Còn đây nữa. Đây Snowy. Snowy á là một bà gọi là Snowy hồi xưa nó trắng tươi, giờ không biết sao nó lớn thành cái lông vàng, chứ hồi xưa nó trắng. Nó ở bên Mễ. Một người thượng mà của Mễ, giống như mọi da đỏ vậy đó. Cũng có quyền lực lắm mà không có biết tạo phước, cho nên hôm nay đầu thai thành Snowy. Hai con chó này cực kỳ khôn nha con. Ừ, nó khôn khủng khiếp luôn á. Mà tự gì tối ngày sư phụ cứ gờ đầu vuốt vuốt nè, là cho điển nó tối ngày á. Rồi á, mà bữa nào á, thằng này á, với hai thằng này á, nó rất là thương sư mẫu. Ừ, ở nhà sư mẫu là cho nó ăn, sư phụ bận nó đâu cho ăn được. Mỗi một lần á mà sáng sư phụ mấy bữa rảnh đó, mỗi lần nó biết cái chỗ nào sư phụ ngủ một phê là nó chạy ngay chỗ đó, nó ngồi chờ sẵn. Every morning thằng Snowy nè, để có cái hình, cái hình nó là nhỏ dễ cưng lắm. Cô đang nói chuyện người sao qua chuyện chó. À, nó là Snowy đây nè. Wow, so cute. Nó Snowy á. Là bây giờ nó bự như vậy á. Con đang Coffee nó như vậy nè. Hồi xưa lỗ tai nó còn quẹo quẹo nữa. Bây giờ nó đen vậy đó. Mấy tuổi sư phụ? Giờ là cũng 2 tuổi rồi. Ở mặt rê mà nó khôn dữ lắm. Mà con thấy không, từ một con người mà hôm nay làm con chó mà nó biết khôn nha, mới làm chó của sư phụ là nó được blessing, cho nên là bữa nó đầu quỷ xác để mà nó đầu thai lại. Cái sư phụ mới ngồi nói chuyện với mấy vị trên thì nó ok. Giờ nó còn vậy nè, chứ bữa lại dễ đạch nó chết rồi, nó gần chết. Sư phụ nói liền, tại sư mẫu sắp nó khóc rồi, thấy bả mấy nhỏ thương nó quá, lúc đó nó còn nhỏ xíu à. Giờ sống lại như vậy thôi mà giảng sanh rồi đó. Nhưng mà tiền kiếp nó giàu mà nó không biết tu, người Mỹ sao biết tu, rồi nó còn hung dữ, nó còn hiếp nhân công rồi nữa. Thì hôm nay thành ra Coffee này, cho nên chúng ta đó hôm nay có thể là người, ngày mai chúng ta không biết tu có thể làm súc sanh.
Trang dẫn hai chó ra. Cháu. Hả? Cái con này là nó ở ở hình như Tây Ngô Quá Châu. Gốc của con này á nó là giống như con giống như gấu vậy đó. Hôm nay đầu hai hàng nghĩa ngồi. Ủa người trong nhà thuộc coi hết. Con Hồng là giống như con chim bồ câu đúng không? Ngăn lặn rồng. À, có quỷ trong nhà nữa. Có hết. Nhà thiếu phụ nhiều nhân vật thiếu phụ coi hết. Phụ sống có một mình lúc đó chưa có cưới cho mẫu. Cái nó chết rồi. Nó mới chết cái này mấy tháng. Chôn nó ngay chỗ mà phụ là ở chỗ nhà bụi chưa. Đi lạc thì dẫn nhân đi exercise. Mấy con này nuôi mình phải cho đi bộ. Bây giờ cho nó biết Phật. Giờ nhìn khi nó tái sanh lại á, và phụ đặt nó tên là Thiên Coffee, tức là Thiên Cà Phê, đúng không? Rồi kia là Thiên Snowy, tức là Thiên Tuyết, Thiên Bạch Tuyết. Snowy là tuyết á, trắng á. Thiên Cà Phê. Cái bữa vô nhà thương nó nhảy đạch đạch nó chết. Cái này là với sư mẫu khóc chở nhà thương của chó đó. Nó chỉ con bó thai. Tao cũng không có nổi. Rồi cái nào đem về là cuộc nói chuyện đó. Tới giờ sống tại nó đòi đi giảng sanh. Nó nói là ai mà giống y như kiểu là ông Thiên Ánh hồi xưa ở đây vậy đó. Ổng lên đây phụ nhận ổng làm đệ tử rồi mà ổng phải chờ cho phụ đi xuống để tiễn ổng đi. Mà mỗi lần mình nói với Trang, hey Trang, từng này phụ đi xuống Nam Cali tiễn ba con nghe. Nó nhất định nó không chịu thì ổng mới cầu cưa thêm một hai tháng nữa. Thời gian đó đứa nào ở gần đây biết mà. Đến khi ngày bị thụ xuống là ông đi luôn. Lo mấy đệ tử ngồi chơi. Ông ẹt luôn. Thụ có mát tay lắm. Ai muốn giảng sanh thì thụ giảng. Nhưng mà ngược lại sống dài thụ cũng làm được. Đúng ra bữa hổm mà lúc mà cao đồ á, mà bị lên đây nè, bị cái đen đen lên đây á, là cao đồ cũng mệt rồi đó. Thì trên mới kêu ngài nói với cao đồ này, đi về bên Canada chỉ bệnh đi rồi qua, nghe là đi về để mà reset lại chứ không thôi là ông giảng sanh á. Mà ông có giảng không, đậu tụ cũng đậu giảng đâu. Ông là giỏi lắm, theo bản làm bạn của Thiên Ánh, theo đức thầy. Tại ông Thiên Ánh bây giờ đi theo đức thầy cười. Ông chỉ mong theo đức thầy thôi. Sung sướng, được nghe sướng không? Nào, cũng cứu ổng lần á. La ổng gì cũng lo cho ổng. La để cho ổng bất bình nghiệp. Ổng cứ nghĩ ổng làm quân sư của Minh Dương không à. Quân sư của Minh Dương á là phải cổng Minh Dương được phải không? Lỡ Minh Dương có bị người ta thôi á, cũng phải có bắp thịt đồ ra đỡ đạn. Còn kiểu ổng cà kiều kiểu đó, Minh Dương mà bị người ta tấn công là coi như là mình đỡ giùm ổng con. Tại lúc đó mình sợ ổng chết thì phụ phải qua đỡ ổng, phải để cái lưng cho người ta quýnh chứ là không ổng đỡ đạn được. Vậy mà cứ đỡ gì ta không đỡ ngươi thì ngươi đỡ.
ba đệ tử đó giống nhau quá ta, mặc đồng phục rồi nữa, đội ba cái nón ngầu quá trời ngầu.